Bọt thả rượu bằng xa ca lăng xa đa. Con xin thành kinh đành lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế tôn lời dạy tỏ tường a năm điều quan tượng phải thường xét ra. Ta đây tài có sự già thế nào tranh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang thế nào tranh thoát đằng an mạnh hành. Ta đây sự chết sẵn dành thế nào tranh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly nhân vật quy mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dẫu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sắp bê sa ta avera hôn tu su khi ta hôn tu nít đục khá hôn tu ập gia bạch cha hôn tu anika hôn tu đi khai du ca hôn tu aroga hôn tu sambati hi sami chan tu su khi ata năng bariharan tu du khắp ba ta cha nít đục khá phai gia ba ta cha nít phai gia sơ khắp ba ta cha nê sơ ca hôn tu sáp bê mi ba ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, đi cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn hãy cho được thành tựu đầy đủ, hay giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bích Thai Giá, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhục Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu và vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh tắc bạch để thọ trì vi giới. Uka samajang phante visam visam rakhana tha yati sarane na sahaban cha sĩ la ni yai cha ma bạch hoa đại đức tăng. Chúng con xin thọ trì tâm quy và ngu giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đột đi dọm bị ma dằn phành tê vi sâm ra khá na tha và ti xá ra nê na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma. Bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, tập trì giảm bi ma văn phành tê vi sâm ra khá na tha và tư xá ra nê na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma. Bạch hoa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngu giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàn, thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Dạ sa thú lành thai, con kính dâng mít đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mai Dạ, Nam mô Sang Khai Dạ. Kính lễ chư tôn thiền đức tăng, kính chào quý cô tu nữ, kính chào chư thiền nam thiền nữ, kính chúc quý vị một buổi sinh hoạt trong sự an lạc.
Chư Phật Thay Mặt Chư Tăng truyền tâm quy vào ngũ giới, đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sa ngăn ra cha mi, con đem mình lòng thành kính xin quy Phật. Đồng mong sa ngăn ra cha mi, con đem mình lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn cắn sa ngăn ra cha mi, con đem mình lòng thành kính xin quy Tăng. Lục đi yam vi Bụt đăng sa ngăn ra cha mi, con đem mình lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì Đức Di Dâm Bị Đấm Mân Sạ Năng Gai Cha Mị, con em mang lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì Đức Di Dâm Bị Sân Khắng Sạ Năng Gai Cha Mị, con em mang lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì Tạ Di Dâm Bị Bụt Đăng Sạ Năng Gai Cha Mị, con em mang lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba Tạ Di Dâm Bị Đấm Mân Sa Năng Gai Cha Mị, con em mang lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba Tạ Di Dâm Bị Sân Khấn Sa Năng Gai Cha Mị, con em mang lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba Bụt Đăng Sa Năng Gai Cha Mị, con em hết lòng thành kính xin quy Phật. Đảm mang sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn khăn sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Đô ti giam bi bất đáng sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì Đô ti giam bi đảm mang sa ra năng ga cha mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì Đức Thầy Giảm Bi Sang Khăn Sa Ra Năng Gai Chả Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì Tập Thầy Giảm Bi Bất Đăng Sa Ra Năng Gai Chả Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba Tập Thầy Giảm Bi Thổng Măng Sa Ra Năng Gai Chả Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba Tập Thầy Giảm Bi Sang Khăn Sa Ra Năng Gai Chả Mi, con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba Tỳ Sa Ra Na Ca Năng Ni Thi Tăng, pháp quy đảm bảo tròn đủ, chỉ có bấy nhiêu. A Ma Phanh Tê, và chúng con xin vâng. Manatipata Vairamani Sikhap Nang Samadhyami, còn xin với những điều học là quy tránh xa sự sát sanh. Adinadana Vairamani Sikhap Nang Samadhyami, còn xin với những điều học là quy tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicchacara Vairamani sikkhapanang samadhiyami, còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự tà hạnh. Musawada Vairamani sikkhapanang samadhiyami, còn xem bao nhiêu điều học là quy tránh xa sự nói dối. Sura me rayama chapama dathana Vairamani sikkhapanang samadhiyami, còn xin với những điều học là quy tránh xa sự dễ uống rượu và cá trai. Manatipata Vairamani sikkhapadang samadhiyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh. Adinadana Vairamani sikkhapadang samadhiyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame sumicchacara Vairamani sikkhapadang samadhiyami, con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh.
mô sa va đa về ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cư y tánh xa sự nội giới. Sura me ra ya ma chap ba ma đa tha na về ra ma ni sĩ kha ba đăng sa ma di ya mi. Con xin vâng dự điều học là cư y tánh xa sự dễ vui uống rượu và ca chặt sai. Ê ma ni ban cha si kha bạc đà ni sa thu căn ca tô an ngọc bá ma đề na ni cha ca lăng sa ma rắc thị tam băng. Chư Phật tử, sau khi tọa trì tam quy và ngũ giới đã đảm bảo rồi, phải ráng quy dự hành theo cho được trong sạch, đừng có dễ vui. Chúng con xin vâng. Sile na sugatin yon ti sile na phu ka sam bác đàn sile na lê phu tinh yon ti ta thamai si lăng nguy sô tha ye. Các chúng sanh đi sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, được giàu sang cũng nhờ giữ giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cái cho nên chư Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhơ. Sa thu lành thai. Bồ Tát Mang Ghe Na Quan Đề Hằng Ba Đà Phạn Sơn Bà Rụt Tam Mang Bồ Thệ Do Khà Di Tô Đô Sơ Bồ Thơ Khà Ma Tu Tăng Ma Mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chi Tôn Chi Thanh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Phật tam an ghê na quan đề hằng thầm anh cho đức vi thần và răng thầm mê giờ kali tô đỡ sâu thầm mơ khamma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo đa pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sát tội lỗi ấy cho con. Ua ta mang ghê na quanh đê hăng sẵn khanh cha đưa vi thoát ta mang sẵn khề dơ khá li tô đỡ sâu sẵn khô khá mạch tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thành tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo sắp tội lỗi ấy cho con. Thị ya chana ga tha sin tham an tu sin tham an tu sin tham an tu idang pha lang e ta smin ratanat da yasmin sam basai da na che. Ta xuống cầu mong cho quả của tâm chính thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, phước lành con đã tạo ra. Các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở màu giải thoát cơ điền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhâm kỳ độc giác năm sau cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa minh, nguyện thấy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành.
nguyện dình tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sinh tự khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dặn kinh chi cú sa la cầm măng cách tập bằng khi đi văn mà cả dê na quá cha mà na sa ti đa xe sư a tăng ca tăng dê sa ta sam nhì nô a thị dê cho sa ta a sam nhì nô cách tăng bữa nha và lặng mây hăng sa bê phà ghi phà quan tu tệ dê tăng các tăng sư quý đi tăng đến năng mùa nhạc và lăng mãi gia dễ ca ta thành là trả năng thì để qua gần to nì dễ đại dung sắp bê lô cầm thì dễ sát ta chỉ quan ta ra hệ tu ca mà mùa năng phô trả năng sắp bê lập hoàn tu ma ma chê ta xa tị hứa căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dịu nên điều ra phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bậc trời vô thường được mà hưởng an hữu con hội hưởng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chung đến hầu mạnh ngay có người thuốc được xài lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng chung sanh hoàng hỷ lạnh chung hưởng được quý dung thanh nhàn chung sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường sinh thâu phước báo cung dường hoa thành thực phẩm mùi hương tọa lòng. Nam mô Bức Tha Giá, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Trư Sĩ. Con thành kính tri ân ngài Trí Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài, chúng con cũng thành kính lãnh lễ tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Nhật Bình xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bích Ha Giá, cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bích Ha Giá, Nam mô Tâm Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào với anh chị em đạo hữu. Dạ bây giờ cũng vừa đúng giờ lố hết một phút. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Trí Đức từ bi hoan hỷ đăng đàng để cho chúng con được học đoạn số 8 của bài kinh Từ Bi. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa, nhất là có lòng từ bi như câu như bài kinh Từ Bi này. Dạ con kính ngài, ngài cho con một tín hiệu bạch ngài. Dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy nha. Ngài kính lễ chư tôn trên đức tăng. Xin chào quý cô tu nữ. Xin chào chư thiện nam thiên nữ. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong đoạn 8 của bài kinh Từ Bi. Và trước khi bước vào đề tài này, xin phép được tán dương ơn đức tam bảo. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mài Giá, Nam mô Sang Khai Giá. A ra hăng sam mai sam bút thù bút thăng phát gạo hòa phát gạo hoàn tăng á phi hòa đề mi. Hồng giới Phật nhiệm màu ứng cúng, chánh viên tri minh hành đủ đầy, đức ân thiền thể cao dài, bậc thế gian giải chỉ bày tâm tâm. Vô thần sĩ bác thân tịnh diệu, bậc trường phu điều ngự độ sanh,
thiên nhân sư đấng cha lành Phật đại thần giác Thế Tôn trong đời. Sokato Phagavata tham mô tham măng Namasami pháp vi diệu cha lành thế dạng lìa danh ngôn giác ngộ hiện tiền vượt thời gian chuyển vô biên sanh na đại ngộ phát nhân liễu tường đạo vô thượng đến rồi thấy rõ hướng thường tâm thoát ngõ vọng trần chỉ nhân tự ngộ giả chân diệu thường tình lạc pháp ân nhiệm màu Supatipanno Phagavato Sāvakasangho Sanghaṃ Namassāmi bậc diệu hành thiên văn thích tử bậc trực hành pháp lưỡi thiền gia bậc như lưỡi hành tăng già bậc chân dân hành giữ tòa Thế Tôn thành đạo quả bốn đôi tán chúng đệ tử Phật ứng cúng tôn nghiêm cùng nghinh kính lễ một niềm thánh chúng vô thượng phước điền thế gian ra tà nát tây gia sa quan đà biệt do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng nguyện cầu hồng ân tâm bảo tùy từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy và Phần Thắng Dương ân đức tâm bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay, đoạn số 8 trong bài kinh Từ Bi. Alo, quý vị thấy rõ bài học chưa? Rồi, bây giờ câu đầu tiên ha. Bây giờ chúng ta lướt sơ qua ý nghĩa từ vựng, không cần phải phân tích ra trong dài, nhưng mà chúng ta phải hiểu những cái từ này ý nghĩa thế nào ha. Câu đầu tiên, metan chasap balo kasmin, metan chasap balo kasmin, chữ metan cha là do cái từ metan cộng với cha và nó biến thành metan cha. Metan là một trường âm đặt theo giọng nguyên âm ha, nó đứng rời ra và thêm chữ cha. Còn ở đây chữ metan cộng với cha thì chúng ta thấy rằng m có dấu chấm biến mất và nó xuất hiện chữ n có dấu ngã và dính liền theo chữ cha. Cha có nghĩa là và metan là từ bi. Chữ từ bi này do cái từ metta, metta. Và trong room này cũng có người áp dụng cái niết nghị để vào sinh hoạt trong room, đó là chiếc metta. Và metta có nghĩa là trong từ. Metta là một trong bốn cái pháp gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Đây là bốn cái pháp của các vị phàm thiên ha. Tu tập tâm từ, tu tập tâm bi, tu tập tâm hỷ, tu tập tâm xả, thì chúng ta tròn bốn cái pháp môn này thì sẽ được cộng trú nơi cõi phàm thiên ha. Và chữ metta thì quý vị hiểu đó là tâm từ ha. Chữ cha là và ha. Sapa là tất cả khắp nơi ha. Lokasmin do từ lô là thế gian, smin là trong thế gian hoặc là thế gian, tâm từ và tâm cả gian ha. Với tất cả thế gian này ha. Rồi câu hai, ma na san pha quay về áp lý ma năng, mà na san pha qua về áp lý ma năng. Chữ ma na san do cái từ manasa, manasa có nghĩa là tâm, tâm, tâm hay là ý hay là lòng hay dạ gì đó, tức là cái này thuộc về danh ha. Ma na san
pha quái dê, pha quái dê do cái động từ phát ý, có nghĩa là tu tập phát triển, à tu tập phát triển. Rồi aparimānaṃ có nghĩa là vô lượng, à vô lượng. À mà nó sanh phao quá về aparimānaṃ, tức là tâm tu tập vô lượng. Mà tâm tu tập vô lượng đây ám chỉ về tâm gì? Metta, tức là nói về tâm từ, à, nói về tâm từ ha. Rồi câu số 3, uthang atho chatiri yanja, uthang atho chatiri yanja. Chữ uthang do từ utha, uthang có nghĩa là ở trên ha. Rồi atho, atho do từ atha, tức là ở dưới, trên dưới. Rồi sao nữa, cha là và ha, chatiri yanja, tí rì dân cha, tức là tí rì dân cộng với cha và biến thành tí rì dân cha. Tí rì dân cha do cái từ tí rì gia, tí rì gia có nghĩa là bề ngang, tức là trên ở dưới, ở bề ngang, trên dưới bề ngang. Thì ở đây dịch là sao, bốn phương tám hướng gầm trời bao la, à, trên dưới và bề ngang, à có nghĩa là tám phương bốn hướng, à bốn phương tám hướng nhé, gầm trời bao la. Và câu cuối cùng, a sam ba thần a quê rằng a sa bát tần, a sam ba thần a quê rằng a sa bát tần. À chữ a sam ba thần, a sam ba thần, sambathan có nghĩa là áp bức, nhưng mà có chữ á tiếp đầu ngữ á ở phía trước có nghĩa là không áp bức, à không áp bức. Rồi thì thứ hai, áo quê răng là cái gì, áo quê răng là quan trái ha, là quan trái. À, mà ở đây có chữ á ở phía trước là không quan trái, quê răng quê lá, à, à thì ở đây là không, không có quan trái. Và từ thứ ba, á sa bát tăng, sa bát tăng, sa bát tá có nghĩa là quán thù, à sabata là quán thù. Nhưng mà ở đây có á phía trước, tiếp đồng ngữ này có nghĩa là không. Asabatang có nghĩa là không quán thù. Thì ở đây là không pha ác cảm, không vương tư thù, à, không pha ác cảm, không vương tư thù. À, và cái lô dịch rất là thoáng, rất là rõ ha. Rồi bây giờ trong phần tiếng Việt chúng ta thấy hằng ngày lấy khắp các nơi bốn phương tám hướng gầm trời bao la, tấm lòng bác ái vị tha gội nguồn tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không phải ác cảm, không vương tư. À rồi bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. À, chúng ta hiểu đại khái, à, về từ vựng. À, và bây giờ cách học của chúng ta là học qua kính rồi đọc qua giọng kể ha. Alo, bài học quý vị thấy rõ không? Sao hôm nay sĩ Nhật Quỳnh tập thể dục dữ vậy, không biết sao nữa ha. Tiếp Nhật Quỳnh theo thể dục ha, à, mang à, cộng à, có vòng à, vòng qua đeo tay mà cũng té lên té xuống nữa. Rồi bây giờ chúng ta
Nhưng rõ là hát rồi, sang cú xích pháp một. Bây giờ chúng ta xin đọc cho mấy tành cha sắp ba lô ca mình. Mê tành cha sắp ba lô ca mình. Mê tành cha sắp ba lô ca mình. Câu thứ hai ha. Mà na sang pha quá về áp ba ri mà năng. Mà na sang pha quá về áp ba ri mà năng. Mà na sang pha quá về áp ba ri mà năng. Bây giờ chúng ta ôn lại hai câu này ha. Mê tành cha sắp ba lô ca mình. Mà na sang pha quá về áp ba ri mà năng. Mê tành cha sắp ba lô ca mình. Mà na sang pha quá về áp ba ri mà năng. Mê tành cha sắp ba lô ca mình. Mà na sang pha quá về áp ba ri mà năng. Rồi câu ba câu bốn ha. Thằng á thù cha ti ri dành cha. Út thằng á thù cha ti ri dành cha. Út thằng á thù cha ti ri dành cha. A sam ba thằng á huệ rằng á sa bát tăng. A sam ba thằng á huệ rằng á sa bát tăng. A sa thằng á huệ rằng á sa bát tăng. Rồi ôm lại câu ba câu bốn ha. Phút thằng á thù cha ti ri dành cha á sam ba thằng á huệ rằng á sa bát tăng. Út thằng á thù cha ti ri dành cha á sam ba thằng á huệ rằng á sa bát tăng. Út thằng á thù cha ti ri dành cha á sam ba thằng á huệ rằng á sa bát tăng. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại từ trên xuống dưới ha. Mê tành cha sắp ba lô ca mình. Mà na sang pha quá về áp ba ri mà năng. Út thằng á thù cha ti ri dành cha sam ba thằng á huệ rằng á sa bát tăng. Mê tành cha sắp ba lô ca mình. Mà na sang pha quá về áp ba ri mà năng. Út thằng á thù cha ti ri dành cha sam ba thằng á huệ rằng á sa bát tăng. Đó là cách đọc thứ nhất ha. Cách đọc thứ hai. Mê tành cha sắp ba lô ca mình. Mà na sang pha quá về áp ba ri mà năng. Út thằng á thù cha ti ri dành cha sam ba thằng á huệ rằng á sa bằng. Mê tành cha sắp ba lô ca mình. Mà na sang pha quá về áp ba ri mà năng. Út thằng á thù cha ti ri dành cha sam ba thằng á huệ rằng á sa bát tăng. Đó là dòng kinh ha. Dòng kinh quý vị có thể đọc bằng hai cách. Cách thứ nhất đọc lần hai câu. Cách thứ hai quý vị đọc nguyên bài. Và ở đây không có phân tích trường âm đoạn âm ha. Quý vị thì đọc theo giọng tính và đọc theo giọng kể.
không có phân tích nha. Bây giờ giọng kệ như thế nào? Này tánh cha sâm ba lô ca sư minh ma na sâm pa wa ye a pa ri ma năng un thăng a thu cha tỷ yánh cha a sâm ba thăng a huệ răng a sa ban tăng. Mình tánh cha sâm ba lô ca sư minh ma na sâm pa wa ye a pa ri ma năng un thăng a thu cha tỷ yánh cha a sâm ba thăng a huệ răng a sa ban tăng. Đọc lại lần nữa ha. Mình tánh cha sâm ba lô ca sư minh ma na sâm pa wa ye a pa ri ma năng un thăng a thu cha tỷ yánh cha a sâm ba thăng a huệ răng a sa ban tăng. Hằng ngày giải khắp nơi nơi bốn phương tám hướng gầm trời bao la, tấm lòng bác ái vị tha gội nhuần tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không phá ác cảm, không vương tư thủ. Ở đây cái câu đầu tiên, hằng ngày rải khắp nơi nơi, có nghĩa là hằng ngày ta đi đọc lại cái bài kinh từ bi này càng nhiều càng đọc như thế nào cho nó nhập tâm. Nhập tâm thì chúng ta khi đó mới thấy cái lòng từ đã thể hiện là trong sạch như gương, không phá ác cảm, không vương tư thù. Cái đoạn này thích hợp với Siddha Metta. Cái này Siddha Metta đưa tay lẹ quá. Rồi mời Siddha Metta ha. Dạ. Nam mô Buddhaya, nam mô Dhammaya, nam mô Sanghaya. Dạ, cảm ơn cô Thiện Vũ, cảm ơn cô Kim Nhung cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, con đoạn nào con cũng thích hết sư, chứ không riêng gì đoạn này. Dạ, dạ con xin khoe với đạo tràng là con đã thuộc cái bài kinh này rồi. Dạ, dạ thôi bây giờ con... Trước hết, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc đoạn 8 của bài kinh Từ Bi. Mét tình chá sắp ba lô cát minh mà na sẵn phà quá dê a ba ri ma năng út thằng á thô chá tí ri dân chá á sâm ba thằng a huệ răng a sa bát tăng. Mét tình cha sắp ba lô cát mình mà na sang pha quá dê a ba ri ma năng út thằng a thô cha tí ri dân cha a sâm ba thằng a huệ răng a sa bát tăng. Mét tình cha sắp ba lô cát mình mà na sang phá qua về a ba ri ma năng út thăng a thô cha tê ri dân cha a sâm ba thăng a huê răng sa bát tăng. Hằng ngày rải khắp các nơi bốn phương tám hướng gầm trời bao la, tấm lòng bác ái vị tha hội nhuận tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm, không vương tư thù. Và con đã đọc xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa. Và con kính nhường mic cho người kế.
Con xin kính chào sư trí đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Quý vị nghe tôi rõ ha, có bị đứt khoảng không? Có bị đứt khoảng, có bị giật gì không đó? Đâu rồi? 1, 2, 3, 4. À, tất cả đều nghe rõ ha. Chồng thành lớn một chút để cho chắc ăn. Con xin đọc bài Kinh Từ Bi đoạn 8. Mê tăng chát sáp ba lô khát miên mà ná xâm phà quá dê áp rì mà nàng út thằng á thô chá tí rì dành chá á xàm bà thằng á quê rằng á sáp bắt tăng. Mê tăng chát sáp ba lô khát miên mà ná xâm phà quá dê áp rì mà nàng út thằng á thô chá tí rì dành chá á xàm bà thằng á quê rằng á sáp bắt tăng. Không biết đọc hai lần đủ rồi ha. Ây trời ơi. Đọc rồi dịch rồi à, vậy ta kể trước đi. Trời, con đang đánh máy tiếng Việt Nam mấy sư vô trong cái đó để con in ra để cái chữ bự con thấy dễ hơn. Chưa xong nữa, mới đánh xong mà. Ok. Mê tan cha sáp ba lô khát men mà na sam pa wa ye a ri pa ma nang. Ok. Mà sam mà na sam pa wa ye a pa ri ma nang ok thang a tho cha ri ri yan cha a sam ba thang a we rang a sap phang tang. Ủa mà sư hay nói rồi, đọc hai câu rồi ngừng, ê ca kể hai câu rồi ngừng, không được, dính liền luôn phải. Thôi kể lại, con chưa có đọc cái bài kệ của cái mấy khúc này như thế nào hết. Thôi đọc lại đi. Mê tăng cha sáp ba lô khát miên mà na sâm phá hoa dê á phá rì má năng ô thăng đa hô ca ti danh cha à sâm ba thăng á quê răng á sắp tăng. Ôi, để lấy kinh lúc dòng gọi tiếng Việt Nam sao. Hằng ngày rải khắp các nơi, bốn phương tám hướng gầm trời bao la, tấm lòng bác ái vị tha, gọi những tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương. Lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm, không vương tư thù. Xong rồi đó sư, để con đi in nó ra. Cảm ơn quý vị đã cho con mình Hồng Thị Kim Nhung cho vỗ tay vỗ chân ha. Bữa nay Hồng Thị Kim Nhung không bận chuyện ha, mấy bữa kia không thấy mấy người kia, không biết kia Cung Nhung cái gì không, tôi nói rồi không có gì đâu, bận việc thôi. Khỏe ha. Rồi mời Hồng Thị Kim Nhung lên nghe. Xin cảm ơn quý vị đã cho bông qua tùm lum tùm la nghe. Dạ bye. Alo, sư Kim Nhung chờ chút ha. À, cái bài này mới vô đầu tiên á, là cái giọng đọc nghe nó hơi kỳ kỳ rồi ha, không biết quý vị nghe có rõ không. Chữ mấy tanh cha, mấy tanh cha mà đọc là chữ mê, chữ mê chứ không phải là chữ mê. À, mê quá ở đây thêm vô nặng nữa. Mê rồi mệt ha, mệt ha, mê mệt đùng. À, đó là một trường âm nhấn ha, chứ không phải là trường âm thông thường mà đọc là mê tăng, mê tăng chắc ha. Thì không biết là quý vị có nghe giống như chúng tôi không, hay là dạ cả mắt mờ tai điếc rồi cái nghe nó lộn, nghe chặt ha. Thì Kim cũng quan hỷ ha. Thì chỗ đó phải rõ ràng nha, chứ không có đọc chữ mê được, mà đọc là mê tan chá. À, chữ chá là nhanh nè, còn hai cái trường âm kia là phải kéo dài ra, mê tan chá. À, rồi chỉ có chừng đó thôi. Nhưng mà thấy chị Kim thấy cũng tiến bộ, lúc này giọng trẻ nghe cũng ngọt ngào ha. Rồi bây giờ xin mời sư Kim Nhung. Dạ, alo alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức. Con kính đảnh lễ quý sư quý cô tu nữ. Dạ, kính chào các anh chị trong đạo tràng.
Con xin đọc bài đoạn 8 ạ. Mét tăng cha sáp ba lô cát mình mà na sang phà qua về apari mà nàng út thằng a thổ cha ti ri dành cha a sầm ba thằng a quê rằng a sa ba tăng mình ba lô cát mình mà na sang phà qua về apari mà nàng út thằng a thổ cha ti ri dành cha a sầm ba thằng a quê rằng a sa bát tăng hằng ngày rải khắp các nơi bốn phương tám hướng gầm trời bao la tấm lòng bác ái vị tha gội nhuần tư tưởng đậm đà tình thương lòng từ trong sạch như gương không ác vương tư thù. Mẹ tanh cha sắp bà lô ca sinh ma na sâm pha hòa dê a pa ri ma năng út thắng a thô cha ti ri danh cha a sâm ba thăng a quê răng a sa ba tăng mẹ tên cha sắp ba lô ca mình mà na sâm phá hoa dê a pa ri ma năng út thăng a thô cha ti ri danh cha a sâm quê a sa bát tăng. Dạ con đã đọc kệ xong ạ. Dạ con kính tri ân sư. Dạ xin mời vị kế tiếp. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức. Con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc đoạn 8 của bài kinh Từ Bi. Mét tành cha sáp ba lô cát minh ma na sang pha qua dê a pa ri ma năng út thăng a thô cha ti ri danh cha a sam ba thăng a quê răng a sa bát tăng mét tành cha sáp ba lô cát minh ma na sang pha qua dê a pa ri ma năng út thằng a thô cha ti ri danh cha a sam ba thằng a quê răng a sa bát tăng mét tành cha sáp ba lô cát minh ma na sang pha qua dê a pa ri ma năng út a thô cha ti ri danh cha a sam ba thăng a quê răng a sa ba tăng hằng ngày rải khắp các nơi bốn phương tám hướng gầm trời bao la tấm lòng bác ái vị tha vội nhuần tư tưởng đậm đà tình thương lòng từ trong sạch như gương không pha ác cảm, không vương tư thù. Dạ, con đã đọc xong, con sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính lãnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính lãnh lễ sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cảm ơn chị Metta, Tịnh Vũ, Kim Nhung đã cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc đoạn 8 của bài Từ Bi Kinh. Mét tành cha sắp ba lô cát minh ma na sang pha qua về áp ta ri ma năng út thằng a thô cha ti ri dành cha a sam ba thằng a quê rằng a sa tắp tăng mét tành cha sắp ba lô cát minh ma na sang pha qua về áp ta ri ma năng út thằng a thô cha ti ri dành cha a sam ba thằng a quê rằng a sa tắp tăng. Dạ con xin đọc kệ. Mẹ tên cha sam bà lô ca nín ma na sang pha hòa dê a ta năng u thăng a thô cha ti ri yan cha a sam ba thăng a quê răng a sa ta tăng
Mẹ tinh cha sam ba lo ca smin mana sang pha wa ye aparimanang utang apo cha tiri yan cha sam ba thang awe rang sapatang. Hằng ngày rải khắp các nơi, bốn phương tám hướng ngầm trời bao la, tấm lòng bác ái vị tha, gọi nhùng tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm, không vương tư thù. Dạ, con đã đọc xong ạ. Rồi, cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài, xin cảm ơn đạo tràng. Xin mời Pháp Nguồn Lào Cai ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, con xin chào toàn thể đạo tràng, con xin đọc đoạn 8 bài kinh Từ Bi ạ. Dạ. Mết tình cha sắp ba lô cắt mình mà nát sẵn và qua dễ áp à đi mà năng út thẳng. A thổ cha tí ri dành cha áp sẵn và thẳng á quê rằng á xa bát tăng. Mết tình cha sắp ba lô cắt mình mà nát sẵn và qua dễ áp à đi mà năng út thằng tha yo cha ti ri dành cha a sang pa thằng a we rằng a sa pa thằng. Hằng ngày chạy khắp các nơi, bốn phương tám hướng gầm trời bao la, tấm lòng bác ái vị tha, gội nhuần tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm, không vương tư thù. Metang cha sa ba lo kasming mana sang pa wa ye apari manang utang atho jatiri yang cha asam patang awerang asa patang metang cha sa ba lo kasming mana sang pa wale apari manang utang ato jatiri sengca asam batang awerang asa batang. Là Ivan ạ, con xin hết ạ. Dạ, con xin được xuống mấy ạ. Có gì sai mong sư chỉ dạy cho con ạ. Dạ. Dạ, con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sông Tha Giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Dạ, con kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn đạo tràng đã cho mình từ bi không thân rõ. Dạ, con xin đọc bài kinh Từ Bi câu số 8 hôm nay ạ. Mết tan cha sap ba lo kas min ma na sam pha wa ye a ba ri ma nang ut thang a tho cha ti ri yan cha a sam ba thang a we rang a sa pat tang met tan cha sap lo kas min ma na sam pha wa ye a ba ri ma nang thằng ác thổ cha ti ri dành cha a sầm bà thằng a về rằng a sát tăng mét tần cha sát ba lô cát min ma na sầm bà và qua về a ba ri ma năng út thằng ác thổ cha ti ri dành cha a sầm bà thằng a về rằng a sát bát tăng. Dạ, con xin kệ Từ Bi, câu số 8 của bài kinh Từ Bi. Mệt tánh cha sắp bà lô ca sinh mà na sắp pha và dễ a ba ri ma năng ụt thẳng a thô cha ti ri yan cha a sắp ba thăng a về răng a sa bát tăng mệnh
tăng cha sam ba lo cas min ma na sam pha va ye a ba ri ma nang un thang a tho cha ti ri yan cha a sam ba thang a we rang a sa bat tang. Hằng ngày rải khắp các nơi, bốn phương tám hướng gầm trời bao la, tấm lòng bác ái vị tha, gọi nguồn tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm, không vương tư thù. Dạ, con đã đọc và kể xong, con có sai mong ngài chỉnh sửa lại giùm con, và con cũng xin đảnh lễ sư Pháp Trang vừa vào đạo tràng. Dạ, con cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, những từ xin mời bàn tay của Giang Nhật Hạ. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Dạ, con xin đảnh lễ sư Trí Đức, sư Pháp Trang, quý sư, quý cô tu nữ. Con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc đoạn thứ 8 Kinh Từ Bi ngày hôm nay ạ. Mét tần cha sắp ba lô cát nín mà na sang pa hoa dê a pa ri mà năng út thăng a thô cha ti ri dân cha a sâm ba thăng a huệ răng a sa bát tăng. Mét tần cha sắp ba lô cát nín mà na sang pa hoa dê a pa ri mà năng út thăng a thô cha ti ri dành cha a sam ba thăng a huệ răng a sa bát tăng. Hằng ngày rải khắp các nơi, bốn phương tám hướng gầm trời bao la, tấm lòng bác ái vị tha, gội nhuần tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm không vương tư thù. Dạ, con xin phép được kệ. Mệt tân cha sập ba lô khát minh mana sang pha hoa dê a ba ri ma năng ụt thăng a thô cha ta cha ti ri yan cha a sâm pha thăng a huệ răng a sa bát tăng. Mệt tân cha sập ba lô khát minh mana sang pha hoa dê a ba ri ma năng ụt thăng a thô cha ti ri yan cha a sâm pha thăng a huệ răng a sa bát tăng. Dạ, con đã đọc và kể xong, có sai nhà sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm. Dạ, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, cảm ơn cô Tâm Hạnh đã bóp bài. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang cùng chư Tôn Đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Dạ, cảm ơn là đạo tràng cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, chắc tại huynh Giang Nhật Hạ kệ hay quá, không ai dám đưa tay hết, nghe đạo tràng im rung. Dạ, Nhật Bình kính mời bàn tay quý vị ạ. À, Nam Mô Bích Tha Giá, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Nhật Quỳnh kính lễ với bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Trời ơi, ra cái lưỡi chi mà dài dữ vậy, Giang Nhật Hà. Có sao nói gì chứ bột, thấy không? Giang Nhật Hà chạy rồi đâu có ai dám đưa tay đâu, thấy không? À, Đại Đức Pháp Trang còn không đưa tay nữa kìa. Nói là tới Phật tử. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, con xin phép được trả bài ạ.
đoạn thứ 8 nha, con kính nhận Bích Đại Sư. Cô Dục Quỳnh nói anh Gà Sư mắc cỡ quá, anh Gà Sư giơ tay lên. Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Trước tiên chúng con xin thành kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Chúng con xin thành kính đảnh lễ Ngài Chí Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Và thân chào quý tu nữ và chư Phật tử. Và giờ đây chúng con xin được phép đọc câu đọc đoạn số 8 của bài kinh Từ Bi. Mitan chasapalokasmin manasang phavaje aparimanang otang ato chatirijan chasampatang averang asapatang. Mitan chasapalokasmin manasang phavaje aparimanang otang ato chatirijan chasampatang averang asapatang. Mettang chasapalo kasmin manasang phavaje aparimanang ottang ato chatirijan chasampatang averang asapatang. Hằng ngày rải khắp các nơi, bốn phương tám hướng, gầm trời bao la, tấm lòng bác ái vị tha, gọi nhân tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm, không vương tư thù. Này hồi nãy sư cũng vừa mới, chúng tôi vừa mới tụng kinh ở điện vừa mới xong, và bây giờ xuống đây cũng đọc tiếp. Và bây giờ xin gửi mít lại cho quý vị trong đạo tràng. Nam mô Phật Thầy nhé. Dạ, xà thủ lành thai chúng con thành kính đảnh lễ tri ân ngày Đức Pháp Trang đã từ bi ôn bài cùng chúng con, rất là hoan hỷ. Mà nay sư đọc chậm bớt rồi đó sư, con nhớ mà đang sư vào trung thì đọc. Quý vị biết Đại Đức Pháp Trang đọc mà bắt ra là sao là sư đọc Bali vậy quý vị. Nay sư đọc là chậm rồi đó. Cô Phúc Hạnh ở chung với sư phụ là đọc theo sư phụ là mệt xíu luôn. Dạ. Dạ kính mời cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ cô tu nữ mới vào đạo tràng, có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Ổn định chưa? Nếu cô ổn định là cô đưa bàn tay đi, Nhật Quỳnh sẽ bớt bài cho cô đọc ạ. Ồ, kính chào Hạnh. 20.000 tuổi rồi. Wow. Ngài cứ nói người này người kia già, bữa nay có cái nick này già dữ lắm luôn nè bạch ngài. Dạ dữ lắm luôn, tới 20 ngàn tuổi luôn. Rồi vậy là cô Phúc Hạnh đường truyền không ổn định nè. Dạ con xin ra bài trước. Ồ mời Tina. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài Mét tăng chát sắp mét tăng chát sắp ba lô khas min ma na sang pha wa ye áp ha ri ma năng un thăng a thô cha thi ri yan cha a sắp a sam ba thăng a we lang a sa pa tăng mét tăng chát sắp ba lô khas min ma na sang pha wa ye áp ha ri ma năng un thăng a thô cha thi ri yan cha a sam ba thăng a we lang a sa pa tăng. Hằng ngày rải khắp các nơi, bốn phương tám hướng, gầm trời bao la, tấm lòng bác ái vị tha, gọi những tư tưởng đậm đà tình thương, lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm, không vương tư thù. Nhà con xin phép dạy. Men tăng cha sam ba lo khas min ma na sam pa wa ye ap pa ri ma nang un thang a thu cha thi ra yan cha a sam pa thang a we ra a sam pa tang. Men
tăng cha sam ba lo khas min mana sam pa wa ye apari. Đây, và đạo trang sửa giùm cho con. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Thầy. Con thành kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, kính lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, kính lễ quý bà, quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Cho nên con đọc đoạn 8 của bài kinh Từ Bi. Metan chasap balokat min mana sang pha wa ye apari manang ut thang atho chat tí đi dàn cha á sầm bà đằng á về rằng á sáp bát tăng mét tàn cha sáp ba lô cát mình mà na sằng phà quay về á bá rí mà nằng uất thần á thồ cha tí đi dàn cha á sầm bà đằng á về rằng á sáp bát tăng hằng ngày rải khắp các nơi bốn phương tám hướng gầm trời bao la tấm lòng bác ái vị tha gọi nhuần tư tưởng đậm đà tình thương lòng từ trong sạch như gương không qua không pha ác cảm không vương tư thù. Dạ con xin kệ. Metan cha sam ba lo cát minh mana sang pha và ye a pari ma năng o thang a tho cha ti ri yan cha a sam ba đăng a ve răng a sa pa tăng. Dạ con đã kể và đọc xong, con xin xuống mic. Có sai chỗ nào xin ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Xin cảm ơn cô Nhật Quỳnh đã post bài. Chưa nghe Kim Nhung ơi, Nhật Quỳnh thấy Kim Nhung cầm mic mà sao không có nghe được. Dạ, thôi bây giờ thì con xin phép được trả bài. Dạ, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên vừa vào đạo tràng, Nhật Quỳnh xin phép trả bài trước nha cô. Nãy giờ Nhật Quỳnh cầm mic 3 lần rồi mà chưa được trả bài, một hồi thế nào cũng bị ăn cháo lương à. Dạ, Nhật Quỳnh xin phép trả bài trước. Nếu ngay tại Nhật Quỳnh thấy kìa Kim Nhung cầm mít, nhưng mà thi ra là tại cái máy Kim Nhung. Hãy mỗi lần tặng hoa là dịch mít vậy thôi, cầm mít thôi, không sao. Dạ. Dạ con xin được đọc qua câu đoạn 8 của Kinh Từ Bi. Mát tăng cho sắp ba lơ cát minh mà nó sang pha qua về a ba đi mà năng ụt thằng a thờ cho ta đi dành cho a sâm bà thằng a huệ răng a sắp bát tăng. Mát tăng cho sáp ba lơ cát minh ma na sang pha qua về a ba đi ma năng ụt thằng a thờ cho ta đi dành cho a sâm bà thằng a huệ răng a sáp bát tăng. Hằng ngày rải khắp các nơi bốn phương tám hướng gầm trời bao la tấm lòng bác ái vị tha gọi nhân tư tưởng đậm đà tình thương lòng từ trong sạch như gương không pha ác cảm không vương tư thù. Dạ con xin được kệ, con đọc
Mà có sai con kính mong ngài và đạo tràng chỉ dạy cho con sửa. Matang cha sap ba lo kas min mana sang pa wa yay abari manang uthang a tho chattari yan cha a samba thang a we rang a sap ba tang. Mặt trước ngài con cái không nói dạ. Mẹ tăng cha sắp bà lơ ca min ma na sang pha và dê a va ri ma năng ô thăng a thơ cha ta ri yam cha a sam ba thăng a quê răng a sa ba tăng. Mẹ tăng cha mẹ tăng cha sắp bà lơ ca min ma na sang qua ma na sang pha wa ye a ba ri ma nang o thang a tho cha ta di yan cha a sam ba thang a we răng a sap ba tăng. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức Nhật Bình, kính cảm ơn đạo tràng. Dạ, bây giờ còn bàn tay nào không? Cô Tùy Duyên bài được chưa cô? Dạ, con thấy ngài xuất hiện rồi. Cô Tùy Duyên không trả bài là mất quyền lợi rồi. Dạ, con kính dâng mít đến ngài. Alo, 123, 123, kính lễ đã được pháp trang. Xin chào cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. À, Sít Nhật Quỳnh hôm nay sao bị phân tâm ha? Hay là viết sai? Bài đưa lên thì đúng, nhưng mà vừa giọng kinh vừa giọng kể sai một từ. Alo, đạo tràng có thấy Sít Nhật Quỳnh sai chỗ nào không? Quý vị còn nghe rõ ha? Đó, chính xác, Huynh Giang Nhật Hà. Huynh Giang Nhật Hà hôm nay có một cái dòng kệ cũng đặc biệt ha. Từ từ, càng ngày càng điêu luyện ha, càng vi diệu ha. Và Huynh Giang Nhật Hà cũng có một cái cặp tai rất là thính. Xin nhờ Huynh, chữ tí ri dành cha, tí ri dành cha, chứ không phải ta rí danh ha. Cái đọc đi đọc lại, dòng cũng ta rí danh cha, dòng kệ cũng ta rí danh cha. Nếu mà viết lại sẽ trong sách vở sai thì sửa lại dùng ha. Tí rì gia có nghĩa là chiều ngang, út thân là ở trên, á thô là ở dưới, tí rì dân là ở chiều ngang trên dưới và trung bình ha. Gọi là thấp cao không đồng đẳng á. Nhớ chỉnh lại chỗ này nghe Sít Nhật Quỳnh. Út thần á thù chá tí ri dành chá. Nhớ cái chỗ này, tí ri dành chá chứ không phải là tá nha. Rồi bây giờ chúng ta hiểu ý nghĩa của câu này như thế nào. Câu Phật ngôn này, cái đoạn kinh này rất là đặc biệt, mà cũng có thể gọi là Phật ngôn cũng, bởi vì chính Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo. Đây là một cái áo giáp, đây là một cái khí giới để chúng ta bảo vệ chính bản thân của mình. Hằng ngày rải khắp các nơi, bốn phương tám hướng gầm trời bao la. Thì ở đây mục đích của bài kinh này là tấm lòng bác ái vị tha, gội nhuần tư tưởng đậm đà tình thương. Cái mục đích là như vậy. Thì nếu mà hằng ngày rải khắp các nơi thì rất là tuyệt vời. Nhưng mà nếu mà quý vị sợ ma thì không phải là hằng ngày, mà hằng đêm rải khắp các nơi. Bởi vì thường thường mình nhắm mắt mà mình mới thấy ma, mở mắt thì không có thấy.
nhắm mắt mà thấy ma thì bây giờ hằng đêm rải khắp các nơi, bốn phương tám hướng gầm trời bao la. Nhắm mắt lại rồi, bốn phương tám hướng tức là tất cả, không phân biệt ha. Nghĩa là rồi không phân biệt bởi vì cái gì? Tấm lòng bác ái vị tha. Tấm lòng bác ái vị tha đây ám chỉ về tâm từ ha, chữ metta gọi nhuần tư tưởng đậm đà tình thương. Tức là khi mà mình hướng về tất cả mà trong thế gian này, bốn phương tám hướng, ở trên, ở dưới, ở giữa, tức là coi như không phân biệt ha. Rồi được biết thế nào? Lòng từ trong sạch như gương, không phải ác cảm, không vương tư thụ. Quý vị thấy khi mà chúng ta hướng về tất cả, không phân biệt, người thù, người thân, người thương, người ghét, mà chúng ta có một cái tấm lòng từ bi ha, thì cũng giống như một cái gương, một cái kiến để chúng ta soi mặt. Mà một cái tấm kiến như vậy, khi mà quý vị nhìn vào nó thì mình nhìn như thế nào thì tấm kiến đó sẽ phản ứng lại, tức là sẽ thu gom lại giống như hình ảnh của chúng ta thể hiện lên trên đó, đẹp xấu, và cái kiến đó, nhờ có tấm kiến đó mà người ta thấy được cái đẹp cái xấu, người ta từ cái xấu ta sửa lại cho nó đẹp. Tấm kiến là một cái sự trung thực để nhìn được cái xấu của chính mình. Và khi mình nhìn được cái xấu của chính mình sửa sai, mình tạo thiện pháp, thì quý vị thấy cái kiến đó nó vẫn tỉnh bơ, nó không có phân biệt người thân, người thù, người thương, người ghét, tức là không phá ác cảm, không vương tư thù. Tâm từ của chúng ta thể hiện giống như tấm kiến đó, tức là trong thế gian này, luôn luôn chúng ta hướng tâm từ đến trên, dưới, bề ngang, khắp cả thế gian, và cả một cái tấm lòng bác ái vị tha. Tức là chúng ta không phân biệt, đây là con tôi, đây là chồng tôi, đây là vợ tôi, đây là những người thân và những người thù, ác cảm và tư thù chúng ta không có thành kiến, mà chúng ta có một cái tấm lòng bác ái vị tha. Tức là giống như tấm kiến, nó không khen khô, và chính bản thân của tấm kiến ha, dầu có lau sạch đi nữa hoặc là để dơ đi nữa thì tấm kiến vẫn là tấm kiến, nó soi rọi khi người đi ngang qua, nó mờ hay là nó sáng. Khi mà tấm kiến sáng tức là chúng ta lau chùi thường xuyên, mà khi mà chúng ta không lau chùi thường xuyên thì chúng ta cũng thấy hình ảnh vậy, nhưng mà nó mờ thì nó mờ. Ở đây giống như là chúng ta không hằng ngày rải khắp các nơi, tức là chúng ta không lau chùi, mà khi mà chúng ta lau chùi có nghĩa là bốn phương tám hướng gầm trời bao la, hồi nào chúng ta cũng thể hiện tâm từ, thì tấm kiến đó được trong sáng. Và khi tấm kiến trong sáng như vậy, cũng giống như tâm của chúng ta hướng về cái sự từ bi thường xuyên, hàng ngày, thì khi đó không có ác cảm, không có tư thù. Vậy thì cái đoạn này cũng là một cái sự thể hiện để chúng ta có được một cái tâm xã. Tâm xã là không phân biệt, coi như người dân kẻ lạ, các miền xa xăm ha, người dân kẻ lạ hay là người thù hay là người thân, chúng ta khi thể hiện tâm từ thì chúng ta không phân biệt.
Mà khi không phân biệt như vậy á, thì tâm của chúng ta như thế nào? Không có chấp ngã. Tức là khi mà chúng ta có tham lam, sân hận, si mê, chi phối, thì cái tôi nó sẽ hiện diện. Cái tôi nó hiện diện khi tham, sân, si, chi phối hả? Và cái tôi nó hiện diện thì khi đó cái lòng từ của chúng ta bị giảm thiểu. Chúng ta đừng có để cho tham, sân, si, chi phối, thì chúng ta niệm tâm từ mới dễ đạt được kết quả. Tại sao ở đây hàng ngày giải khắp các nơi? Tức là tâm của chúng ta luôn luôn an trú trong từ bi. Còn mà nếu tâm của chúng ta không an trú được ở trong từ bi, chúng ta sợ sệt, thì buổi tối hàng đêm giải khắp các nơi cũng được. Bởi vì sao? Con người của chúng ta có hai phần, âm và dương. Âm tính và dương tính hả? Bây giờ cái âm tính quan trọng hơn. Ai mà bị dương tính là bị Covid rồi ha. Thì bây giờ cái dương tính, cái dương tức là ám chỉ về ban ngày, ám chỉ về chất nóng. Còn cái âm thì ám chỉ về lạnh, ám chỉ về phần âm. Thì phần âm nó xuất hiện ban đêm. Người ta nói rằng thứ nhất chặn, thứ nhì rạng đông. Chặn vạn tức là coi như từ 5 giờ tới 7 giờ chiều á, 5 giờ tới 7 giờ chiều á, là cái giờ đó là cái giờ mà thuộc về âm. Tức là những cái phần vô hình đã xuất hiện, những cái thế giới vô hình đã xuất hiện về cái khoảng mà từ 5 giờ tới 7 giờ. Và sẽ chấm dứt cũng là 5 giờ tới 7 giờ. 5 giờ tới 7 giờ buổi sáng. Tức là hồi rạng đông. Khi mà rạng đông á, thì phần âm nó cũng biến mất đi. Tại sao có trường hợp đó? Ví dụ như trong câu chuyện Phạm Công Quốc Hoa, Nghi Xuân Tấn Lực, nó ra nó than khóc cha mẹ tại mộ. Thì cha và mẹ, chắc là Phạm Công Quốc Hoa đó, mới xuất hiện để an ủi vỗ về cho hai đứa con. Hình ảnh của cha và mẹ xuất hiện như vậy cho đến lúc mà hai đứa con ăn ngon ngủ say ha. Nhưng mà rồi khi mà gà gái thì Phạm Công Quốc Hoa đi về cõi âm, không xuất hiện nữa. Và hai đứa bé thức dậy thấy nằm ở trên mộ của cha của mẹ. Vậy thì đối với phần âm, chúng ta muốn được an tĩnh, muốn được ở đi cái phần sợ hãi và có được một cái giấc ngủ ngon lành, an trú trong chánh niệm, thì chúng ta phải tụng cái bài kinh từ bi này hằng đêm rải khắp các nơi. Khi mà chúng ta tụng cái bài kinh này thì các cái vị mà phi nhân á, các vị chư thiên, nhất là các cái vị địa tiên, nhất là các cái vị mà có thần thông mà sống gần với chúng ta, như là Atula Thiên, cũng là những cái vị chư thiên thóc, gọi là địa tiên. Rồi những cái vị mà chư thiên có dục giới này, khi mà nghe chúng ta tụng cái bài kinh này thì cái tâm họ quan hỷ, cũng giống như 500 vị tỳ kheo ha, vô trong một cái khu rừng đó hành thiền và an cư mùa mưa tại những cái gốc cây đại thọ trong khu rừng đó. Rồi các vị chư thiên ngự trên các cái cây ấy, các vị thọ thần ngự trên các ngọn cây đó, cảm thấy nóng nảy khó chịu bởi vì cái giới đức của các vị tỳ kheo này. Tăng thì chúng đức như hải, mà 500 vị tỳ kheo
thì cái đức độ của các ngài lớn lắm, cho nên các vị chư thiên ở trên ngọn cây, các vị tạo thần đó cảm thấy nóng nảy khó chịu quá mới tụt xuống dưới gốc cây ở dưới đất, chứ không dám ngự trên đầu của các ngài. Và cái thời gian kéo dài 3 tháng mà thì các vị chư thiên này cứ nghĩ rằng các ngài tá túc 1-2 ngày rồi đi, ai ngờ các ngài nhập hạ ở tại đây. Như vậy thì chỗ ở của chúng ta bị lấn chiếm, và chúng ta suốt một thời gian dài 3 tháng mà nằm bờ ngủ bụi thế này thì con cái của chúng ta khổ đau lắm. Thế là các ngài mới bàn tính với nhau đuổi 500 vị tỳ kheo này đi chơi chỗ khác. Và hình thức đuổi là hiện lên những hình thù ghê gớm, những tiếng la, những tiếng hét, rồi cái đầu lâu xuất hiện, rồi tay chân rời rã xuất hiện, những bộ xương khô vân vân. Và các vị tỳ kheo này mặc dù đi khất thực về dùng vật thực một cách đầy đủ, nhưng mà rồi vẫn ốm o gầy mòn, bởi vì các ngài lấy ban ngày làm đêm, lấy ban đêm làm ngày, có nghĩa là nó đảo lộn cái sự sinh hoạt. Ban ngày thì cái phần âm không xuất hiện, bởi vì dương khí ban ngày nó mạnh, cho nên cái phần âm không xuất hiện được ban ngày. Cho nên quý ngài coi như đi các cực về, con người mệt mỏi, và ban ngày thì ngủ, ngược lại ban đêm thì thức. Mà thức đây không phải là thức để hành đạo, mà thức để phòng chống, giống như phòng chống dịch bây giờ, phòng chống về cái sự quấy rầy, cái sự xuất hiện, cái sự coi như là hù dọa của các vị chư thiên ở tại khu rừng này. Như vậy thì ban đêm thức để có khi có ban lãnh thì một mình, còn không có ban lãnh thì tụng 5 tụng 3 lại, để rồi coi như ngồi coi như hàng khuyên chuyện đạo, và đưa con mắt nhìn chỗ này chỗ kia để đề cao cảnh giác. Và như vậy thì quý vị thấy rằng tình trạng của con người của chúng ta nó thích hợp với âm dương ban ngày ban đêm. Nhưng mà bây giờ nghịch lại như vậy, sức khỏe của các ngài cũng giảm, và cảm thấy rằng ở đây không được an toàn, cứ đêm nào cũng phải thức, mà coi như là coi như trong cái tư thế phòng thủ như vậy thì coi như mệt quá đi. Cho nên quý vị mới bàn nhau, thôi bây giờ về xin Đức Phật, mình lỡ để nguyện nhập hạ đây rồi, bây giờ về xin xã, tức là không nên ở nơi đây nữa, bởi vì ở nơi đây sự tu tập không có tiến triển. Và cứ về trình lên với Đức Phật, ở chỗ đó ghê quá, ma nhát dữ quá, thôi bây giờ bỏ của chạy lên người, xin ngài cho con, cho phép của chúng con đi chỗ khác. Nhưng mà Đức Phật thì quý vị biết rằng ngài là một cái vị mà coi như xuất thông tam giới, tức là lô cá quy đu, tức là hiểu về thế gian, biết con đường sinh tử, biết về nhân về duyên của các vị này như thế nào. Này Đức Phật nói là không được, tại vì các ngài trong nơi đó mà không mang cái áo giáp, cho nên bị ma quỷ rồi nó quấy phá. Bây giờ áo giáp bằng hình thức học thuật bằng cái này, đây là một cái loại thế giới mà có thể đem lại sự an lạc cho các người. Hồi xưa thì chư tăng rất là tôn kính, và khi nghe Đức Phật dạy như thế nào thì cố gắng thực hành theo, chứ không dám chống phá, không dám coi như không quan lại. Và thế là bài kinh Karani này Đức Phật dạy cho 500 vị tỳ kheo đó. Khi mà học thuộc lòng rồi
thì Đức Phật bảo hãy đến cái vị trí đó, ở đâu về đó, lửa nó cháy ở đâu thì phải dập ở đó, các ngươi sợ hãi tại cái chỗ đó thì phải lại tới chỗ đó để thấy cái sự sợ hãi nó như thế nào. À, tức là cái nguyên nhân nó phát sinh từ đâu thì chúng ta cũng nên dập tại nơi đó, chứ không nên mà coi như là phiền não chỗ này chúng ta tới chỗ khác để mà dập phiền não thì không được. À, ở đây tức là lửa cháy đâu thì dập đó, các ngươi sợ hãi tại khu rừng đó thì bây giờ hãy tới khu rừng đó để thấy cái sự sợ hãi thế nào để mà đoạn trừ nó, thì hãy học thuộc lòng vào cái này trong vị trí thuộc bài kinh Karani. Lệnh Đức Phật đi về trụ xứ cũ, tức là tại khu rừng đó. Nhưng mà cũng hơi ngăn ngán mà cũng để thể nghiệm coi bài kinh này có linh hay không. Đi chưa khu rừng đã đọc kinh rồi, mà quý vị biết cái lực mà 500 vị tỳ khưu một cùng đọc một lần, cái lực nó mạnh ghê gớm lắm. Tăng là từ 4 vị trở lên mà đây tới 500 vị, thì quý vị thấy rằng chắc cái khu rừng đó khi cái dòng kinh này đọc lên chắc bể rừng luôn. Các vị thiền nghe cái lực của bài kinh này, trong đó nói lên cái gì? Nói lên cái tâm từ, mà lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm, không vương tư thù. Mấy vị kỳ thiền ở trong nghe qua, đã thời gian ở đây ha, mình đã hù dọa, đã nhát, đã hiện ra những hình khủng khiếp ha, làm cho mấy ông này coi ăn ngủ không yên ha. Buổi tối vừa thức ngồi câu ro, trợn mắt dồn chỗ này dồn chỗ kia, sợ nghĩa là coi như xanh mặt tái mặt luôn, ố mo rầy mòn ha. Như vậy mà bây giờ cái bài kinh này thì lại nói lên lòng từ trong sạch như gương, không pha ác cảm, không vương tư thù. Mình dọa, mình hù, mình nhát, mà ở đây không pha ác cảm, không vương tư thù ha. Khi mà nghe như vậy rồi, các vị chư thiên này thấy oan nghĩ quá. Mình oan trái, mình hù, mình dọa tùm lum mà. Nhưng mà coi như các vị này không có để tâm ha, mà có một cái tấm lòng bình đẳng, cũng thương xót ha. Tức là trên dưới và xung quanh thể hiện một cái sự mát mẻ. Và cái này có một cái oai lực mà các chư thiên đó cũng có duyên với bài kinh này, cho nên khi nghe hiểu và nghe hiểu như vậy thì các vị này trở thành những vị hộ pháp cho 500 vị tỳ khưu kia, và không có hù dọa nhát nữa. Và các vị tỳ khưu đó thì khi có được một cái trú xứ an vui thích hợp, triển khai thiền quán, và không bao lâu chứng đắc thánh quả. Cả 500 vị này, thì chúng ta thấy bài kinh Karani này là một bài kinh rất có oai lực. Mà thường thường cá nhân của chúng tôi khi mà đi bất cứ một trú xứ nào, một cái vị trí nào ở chùa đại thiện quen không nói, nhưng mà đi tới chỗ lạ, dù đó là một ngôi đình, một cái miếu hoang, có chỗ che mưa đục nắng, thì cái điều quan trọng là mình tới ngay cái chỗ lư nhang đó, đốt ba nén nhang, mình xin phép chủ ở trại đó, tức là thần hoàng thổ địa hoặc là cái vị mà thờ đó, xin phép ngài cho xin được tá túc một đêm, ngày mai chúng tôi đi. Thì thường thường mấy cái đình cái miếu, quý vị thấy có một cái phản ha, phản thờ, rồi cái nhang đèn hoặc là ông này ông kia hình ảnh, thì mình đốt nhang không phải là đốt nhang quỳ lại các ngài, mà đốt nhang khấn vái xin phép cho chúng tôi tá túc một đêm.
rồi mình quét dọn rau chùi sạch sẽ trong ngoài, rồi buổi tối lên ngủ, trước khi ngủ nhớ cái bài kinh Karani này, nhớ bài kinh này và đọc tụng trước khi ngủ. Cho nên sợ ma thì cũng phải hàng ngày giải khắp các nơi, mà hàng đêm mình sợ ma mình mới đọc. Và khi đọc bài kinh này thì một giấc ngủ an lành sẽ đến với chúng ta. Còn nếu mà không đọc bài kinh này, không xin phép mấy cái vị đó, mình nằm ngủ ở trong cái chỗ gian thờ, nhưng mà sáng thức dậy thấy nằm ngoài sân. Trường hợp này có chứ không phải không. Cho nên đây là một bài kinh mà chúng ta thể hiện tâm từ, một cái tâm mà coi như chúng ta không có phân biệt là ma đó, ma lớn, ma nhỏ, ma to, ma bự gì hết đó, mà không phải là ở trên, ở dưới, ở xung quanh mình, mà mình thể hiện một cái tâm từ không phân biệt. Khi mà chúng ta thể hiện tâm từ không phân biệt, giống như cái tấm chén, nó soi chiếu, sạch dơ gì cũng được, chấp nhận tất cả, thì như vậy chúng ta sẽ thành công và chúng ta không còn sợ sệt. Alo, thôi thì bây giờ chúng ta đã học cái đoạn 8, bây giờ ôn ha. Bây giờ ôn theo giọng kinh, ôn theo giọng kệ 8 cái đoạn này. Vị nào muốn đọc giọng kinh thì đọc, vị nào muốn đọc giọng kệ thì đọc, nhưng mà chỉ đọc một thôi nha. Nếu mà giọng kinh thì đọc từ 1 tới 8, nếu mà đọc giọng kệ cũng đọc từ 1 tới 8, chứ đừng có đọc một lần hai thứ hả. Đọc một lần hai thứ sẽ bị chói. Ví dụ như bây giờ các bạn, bài này chúng tôi xin đọc trước đi. Cũng giống như chúng ta ôn lại, mặc dù đây là cái lần học thứ hai, cho nên Sika Mita đã thuộc, một số các vị trong này cũng đã thuộc rồi, nhưng mà bây giờ chúng ta ôn lại, nhưng mà phải hiểu cái nội dung. Phải hiểu nội dung của bài kinh này ha, có một cái lực rất là mạnh. Rồi bây giờ chúng ta xin đọc giọng kinh trước ha. Rồi khi đó qua giọng kệ. Và quý vị chỉ chọn một trong hai cách đọc ha, sợ thời gian không đủ. Các bạn ni yamat thapu sa le na yan tang san tang ba dang a phi sa me cha sang ko u chu cha su u chu cha su wa cho cha sa mu bu an a ti ma ni. Đó là cái đoạn đầu ha. San to sa ko cha su pa ro cha a pa ki cho cha sa la hu ka vo ti san tin ri yo cha ni pa ko cha a pa gam ho ku le su an a nu vi tho. Đó là đoạn 2 ha. Na chấp đăng sắp ma chắc hệ kinh chí dê na huynh nhu phá rê ngô phá quạc đề dung sĩ nô hoa khê mít nô hôn tu sâm bà ta phá quanh tu sâu kỳ tắc dê kê chí ba na phu tán phí tắc sa hoa tha hoa ra hoa ngà na hoa sê sa đi ca hoa dê ma hành ta hoa ma chị ma ra sa ca ngà nô ca thu la. Đó là đoạn 4 ha. Đình tha hoa dê hoa đình tha dê cha đu rê hoa san ti a vi đu rê phu ta hoa sam pha vê si hoa sam bê san ta pha quanh tu su phi ta ta. Na pha rô bác răng ni cô bê thách hạ thị mạnh nhê thách can thách chị năng kinh chịp dạ rô sát na bà đi ca san nha năng nhà mạnh nha sát động ca mi chay dạ. Rồi đoạn 7 và đoạn 8 ha.
ma ta yat ha ni yang put tang a yu sa e ka pun tam anu rang ke vam bi sam pa phu te su ma na sang pha va ye nga pa ri ma nang me tan cha sam pa lo ka smin ma na sang pha va ye nga pa ri ma nang u thăng a thu chất tự dẫn cha sam ba thăng a huệ răng a sập bát tăng. À, như vậy là dòng kinh. Và dòng kinh thì quý vị có thể không phải đọc từng câu một, mà quý vị có thể đọc câu này nối qua câu hai, giống như đoạn 7 và đoạn 8 này ha. Quý vị chú ý nè, chúng ta đọc liền lạc. Ma ta yat tha ni yam put tang a yu sa e ka put tam anu rang khe vam bi sam pa phu te su ma na sang pha va ye a pa ri ma nang mai tan cha sam pa lo ka sming ma na sang pha va ye nga pa ri ma nang o thang a thu chất chỉ định dẫn cha sam ba thăng ngao quê rằng á sập ba tăng. Đó, quý vị thấy rằng đọc liên lạc từ cái đoạn 1 nối qua đoạn 2 hoặc là câu 7 nối qua câu 8, trường hợp đó là dòng kinh. Còn bây giờ dòng kệ ha. Karani yaman thakusale na yantang santang badang avisamen cha sangko uchu cha su uchu cha suvacho chan samudu anati mani santon sako cha suvaro cha ba kinh chô cha sang tình cỡ. Để Đức Hoa Giang đâu rồi? Để Đức Tuệ Đức đâu rồi? Không thể được. Tôi bữa trước đọc hay lắm mà, rồi làm cô tu nữ trợ duyên không thấy chen rồi nè. Rồi trong hai giọng, một là giọng kinh, hai là giọng kệ, thì mời cô tu nữ trợ duyên. Muốn sư gì mà chậm quá, để cô tu nữ trợ duyên đứa tay rồi. Dạ, sa thu lần hai. Dạ, con kính thiên ngài. Dạ, Nam Mô Bích Thầy Dạ Ma Dạ Nam Mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ ngài Chí Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và bây giờ con xin kể từ đoạn 1 cho đến đoạn 8. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh đã bắt bài. Dạ, để đọc giọng kinh thì hàng ngày đã có đọc rồi. Và bây giờ con xin đọc qua giọng kệ từ đoạn 1 cho đến đoạn 8. Kagani yamata kusale na yantang santang badang asamen santang santang badang afisamen cha sắc cô chú cha su chú cha su vật chú cha samudu anati mani santu sắc cô cha su pharo cha pa ke chú cha san la hu ca vu ti san tin di yo chan ni bậc cô cha a ba ke cho cha san la hu ca vu ti san ni yo chan ni bậc cô cha a ba ga pho cu le su ananu gi tho
Na chắc khu tăng sa ma cha re kinh chi dê na quên nhu ba re u ba qua đầy dùng. Sukino wa khe minno tu sa pe sa ta pa wan tu sukita ta. Ye ke chi ba na vô ta thi ta sa wa tha wa ra wa ana wa se sa. Di ga wa ye ma han ta wa ma chi ma ra sa ka anu ka tu la. Tu la. Định tha qua ye cha định tha ye cha du re qua san ti a vi du re bồ ta qua sam pha vi si qua sam be sa ta phân tu su khi ta ta Naparu barang di kembe thana ti manye thakat thachi nang kinh chi. Yaru sana batika sanya nanya manya saduk kamit jaya. Mata Ya than yang buat tang ayu saya ke buat tak menurati. Ewan bisa mbafu te sumana sang pawaye abarimanang. Metang jasap balokas min mana sang pawaye abarimanang. Utang ato jati diyang samban tang awerang asapatang. Thấy chữ tăng cái nó hết hơi luôn rồi. Dạ bây giờ là thấy tính.